Xin chào các bạn, ở cái video này mình sẽ tiếp tục về cái chuỗi video cách hướng dẫn đặt hợp âm cho một bài hát. Thì ở cái phần hướng dẫn phần thứ nhất, mình có nói qua về các bậc hợp âm có trong giọng trưởng, giọng thứ. Thì mình hy vọng là các bạn hãy nắm chắc từng phần như vậy để cho chúng ta có thể nắm vững được cái công thức này. Bởi vì nếu như các bạn muốn là chúng ta chỉ biết đánh một hai bài, biết đặt hợp âm cho một hai bài thì cái việc học vẹt là cần thiết cho các bạn và các bạn không cần phải nhớ công thức. Nhưng mà cái mà mình hướng đến cho các bạn ở đây là các bạn sẽ nắm được cái công thức để các bạn có thể đặt hợp âm cho rất nhiều bài nha. Đó là lý do tại sao mà mình lại chia nhỏ cái vấn đề này ra như vậy, thành nhiều cái video như vậy, là để cho các bạn có thể hiểu rõ từng cái video. Cái mục đích mình tạo ra cái video hướng dẫn ở trên YouTube như thế này là cái thứ nhất là để cho giúp cho các bạn có thể không có điều kiện đến để trường lớp, các bạn cũng thể nắm được phần kiến thức quan trọng này. Cái thứ hai là để phục vụ cho các bạn học sinh ở lớp mình, nếu như mà các em ấy có một cái vấn đề gì không hiểu thì các em có thể tua đi tua lại cái video để có thể nắm chắc được cái vấn đề hơn. Và cái yêu cầu quan trọng là học ở đây là để nắm công thức. Mà công thức thì nó có sẵn rồi, mình chỉ cần học thuộc lòng, mình chỉ cần hiểu nó để mình ứng dụng thôi ha. Và một cái lưu ý nhỏ mong các bạn thông cảm là nhiều khi mình bị bệnh nghề nghiệp á, mình hay lặp đi lặp lại một cái vấn đề nào đó nhiều lần, giống như là lúc mình giảng bài cho học sinh mình cũng hay lặp đi lặp lại đó, thì mong các bạn sẽ bỏ qua ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói đến cái nội dung của phần thứ hai ở video này. Ở bước thứ nhất để đặt hợp âm cho một bài hát thì chúng ta đã tìm được số lượng các hợp âm chính và phụ. Như video phần 1 mình có để ở phần comment, các bạn hãy click vào để xem kỹ nha. Ở cái phần ở bước thứ hai, chúng ta sẽ bắt đầu tìm chủ âm cho bài hát. Thì bây giờ cái cách tìm chủ âm cho bài hát như sau. Các bạn nhìn vào trong một cái bản nhạc, nhìn vào trong cái khuôn nhạc đó. Nếu như mà các bạn thấy ở trên đó nó không có dấu thăng hay dấu dáng, mình không, bây giờ các bạn không để ý là nó sẽ nằm ở cái vị trí nào nha, mình chỉ nói là nó không có dấu thăng hay dấu dáng, thì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra, đó là bài đó có chủ âm, tức là bài đó sẽ được viết ở giọng đô trưởng hoặc là la thứ. Vậy thì bây giờ làm sao mình biết được nó viết ở giọng đô trưởng hay la thứ? Các bạn sẽ nhìn vào cho mình cái nốt kết bài. Nếu như nốt kết thúc bài đó nằm là nốt đô thì cái bài này được viết ở giọng đô trưởng. Còn nếu như nó kết thúc là nốt la thì cái bài này được viết ở giọng la thứ. Rồi, đó là trường hợp ở hóa biểu, tức là ở cái khu vực đầu khóa nhạc đó các bạn, ở khu vực mà gần cái khóa son đầu tiên á, không có dấu thăng dấu dáng gì thì sẽ là hai trường hợp đô trưởng hoặc la thứ. Thì nếu như ở nốt cuối bài kết thúc là nốt đô thì sẽ là hợp âm đô trưởng, nốt cuối bài kết thúc là nốt la sẽ là hợp âm la thứ. Tiếp theo, bây giờ nếu đầu hóa biểu nó có một cái dấu thăng và một dấu thăng đó chính là pha thăng thì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nếu như cái nốt kết thúc bài là nốt son thì bài đó sẽ được viết ở giọng son trưởng. Nếu như nốt kết thúc bài là nốt mi thì bài đó sẽ được viết ở giọng mi thứ. Công thức rồi các bạn ơi, phải nắm phải thuộc thôi nha, cố gắng. Một dấu thăng đó chính là pha thăng đó, thì kết thúc bài nó son là son trưởng, kết thúc bài nó mi là mi thứ. Bây giờ một dấu dáng thì làm sao? Một dấu dáng, dáng trong âm nhạc lý của mình, âm nhạc của mình thì ký hiệu dáng là chữ B nha. Một dấu dáng thì nó sẽ là dấu, thì nó sẽ là si dáng. Rồi, bây giờ sẽ có hai trường hợp cho cái giọng si dáng này. Nếu như cái nốt kết thúc bài là nốt pha thì bài đó nó sẽ được viết ở giọng pha trưởng, chủ âm của nó là pha trưởng. Nếu như nốt kết thúc bài là nốt re thì chủ âm của bài đó, tức là giọng của bài đó là re thứ. Bây giờ nói chủ âm thì sẽ hơi khó hiểu, bây giờ mình nói luôn cái giọng ha. Nếu như ở đầu hóa biểu có một dấu dáng là si dáng, nó kết thúc bài là nó pha thì bài đó được viết ở giọng pha trưởng. Nó kết thúc bài là nó re, bài đó được viết ở giọng re thứ. Mình sẽ nói những cái dấu hóa nó ít, ví dụ bây giờ mình đã được một dấu rồi mình sẽ tăng lên hai dấu, ba dấu. Còn những cái trường hợp mà nhiều dấu hơn thì rất là ít sử dụng nha. Bây giờ mình sẽ sang
hai dấu. Đầu tiên là hai dấu thăng, thì nó sẽ gồm pha thăng và đô thăng. Rồi, hai dấu thăng nhìn vào cái hóa biểu ở đầu bảng nhạc á, nếu thấy có hai dấu thăng thì đó chính là dấu pha thăng và đô thăng. Thì sẽ có hai trường hợp, nếu như nốt kết thúc là nốt G thì chủ âm của bài đó sẽ là G trưởng, tức là bài đó sẽ được viết ở giọng G trưởng. Nếu như nốt kết thúc là nốt C thì chủ âm của bài đó sẽ là C thứ, được viết ở giọng C thứ. Hai dấu thăng, pha thăng, đô thăng. Nếu như nó kết thúc bài là nốt G sẽ được viết ở giọng G trưởng. Nếu như nó kết thúc bài là nốt C sẽ được viết ở giọng C thứ. Chúng ta sang hai dấu sáng. Hai sáng thì nó sẽ là C sáng. Bây giờ mình để mình ghi cho nó đủ chỗ ha, C và mi sáng. Tức là C sáng và mi sáng nha các bạn. C sáng và mi sáng. Rồi. Thì sẽ có hai trường hợp của dấu sáng này. Nếu như nó kết thúc bài là nó C thì bài đó sẽ được viết ở giọng C giáng trưởng. Nếu như nó kết thúc bài là nó son thì bài đó sẽ được viết ở giọng son thứ. Vậy thì các bạn có để ý là từ hồi nãy tới giờ khi mà mình nói về cái cặp giọng, về cái cặp chủ âm, thì các bạn thấy là sẽ có một hợp âm, sẽ có một giọng là trưởng, một giọng là thứ. Vậy thì các bạn sẽ nhớ cái công thức là nếu như hai dấu sáng thì nó sẽ là si sáng và mi sáng. Nếu kết thúc ở nó si thì sẽ là si thứ. Nếu kết thúc ở nó son thì đó, à, xin lỗi, nếu kết thúc ở nó si thì đó là si giáng trưởng. Còn nếu kết thúc ở nó son thì đó là son thứ. Đó, mình chỉ dừng cho các bạn ở hai dấu thăng và hai dấu sáng như vậy thôi nha. Tại vì thường là ba dấu thăng, ba dấu sáng thì nó cũng sẽ hơi ít dùng cho các bạn mà học kiểu tự học á. Bây giờ nè, mình sẽ hệ thống lại nha. Mình cần các bạn nhớ rõ cái vấn đề này thì mình mới có thể giảng, mình mới có thể nói thêm cho các bạn ở phần sau mà các bạn nắm được. Chứ không phải là các bạn chỉ lên nghe một cái video để chơi chơi. Mà mình cần ở đây là các bạn sẽ có được kiến thức cho mình. Bây giờ nếu như là không có dấu thăng, dấu sáng gì hết, ở bài không có dấu thăng, dấu sáng gì hết, thì sẽ có hai trường hợp của cái giọng đó. Nó sẽ là một giọng trưởng, một giọng thứ, đúng không? Thì là đô trưởng, la thứ. Đô trưởng thì cái nốt kết thúc là nốt đô, còn la thứ thì nốt kết thúc của nó là nốt la. Đó. Được chưa? Rồi bây giờ nếu như có một dấu thăng, một dấu thăng thì nó sẽ gồm có được một cặp giọng song song, đó chính là son trưởng và mi thứ. Bây giờ nếu như nó kết thúc là nó son thì đó là son trưởng. Nó kết thúc là nốt mi thì đó là mi thứ. Rồi, bây giờ nếu như một dấu sáng thì nó cũng sẽ có được một cặp giọng song song, đó chính là pha trưởng và rê thứ. Cứ một trưởng một thứ. Nó kết thúc bài là nốt pha thì đó sẽ là giọng pha trưởng. Nó kết thúc bài là nốt rê thì đó là giọng rê thứ. Bây giờ hai dấu thăng thì sao? Hai dấu thăng. Hai dấu thăng thì nó sẽ có trường hợp là hai giọng, một giọng là trưởng, một giọng là thứ, thì là rê trưởng và si thứ. Nếu kết thúc ở nốt rê thì đó là giọng rê trưởng. Nếu kết thúc ở nốt si thì đó là giọng si thứ. Rồi bây giờ hai dấu sáng. Hai dấu sáng thì nó sẽ là si sáng và mi sáng đó hen. Thì sẽ có trường hợp của hai cặp giọng song song là si giáng trưởng hoặc là son thứ. Thì bây giờ kết thúc ở nốt si thì đó là si giáng trưởng, kết thúc ở nó son thì đó là son thứ. Mình cần các bạn nắm chắc cái phần kiến thức này. Các bạn hãy tua đi tua lại cái phần này để cho các bạn có thể nắm rõ từng phần. À, phần thứ nhất là mình phải thuộc về các bậc trong giọng trưởng và giọng thứ. Phần thứ hai là mình phải nắm được cách tìm chủ âm, cách tìm giọng cho một bài hát nha. Rồi cái yêu cầu quan trọng tiếp theo là các bạn phải biết được số nốt cấu tạo của các hợp âm chính và phụ. Bây giờ ví dụ là cái hợp âm, bây giờ ví dụ là giọng trưởng, giọng đô trưởng thì nó sẽ gồm có cái hợp âm là đô trưởng, rê thứ, mi thứ, pha trưởng, son bảy, la thứ. Thì ai không biết sao mà lại có được mấy cái này thì chịu khó quay lại video phần 1 nhé. Bây giờ các bạn sẽ phải chịu khó là đô trưởng,
Các bạn sẽ phải nhớ cho mình trong đô trưởng thì sẽ gồm có các nốt đô mi sol. Bắt buộc phải thuộc. Nếu như các bạn thuộc nó đảo thứ tự cũng được, ví dụ mi sol đô cũng được, hay là sol đô mi cũng được, mà miễn là phải biết được các cái nốt trong học âm này. Rồi rê thứ, các bạn phải nắm được cho mình các nốt trong học âm là rê pha la. Mi thứ các bạn phải nắm được là trong học âm này sẽ gồm có các nốt là mi sol si. Pha trưởng là pha la đô. Đó, các bạn không kịp các bạn có thể dừng video lại để các bạn xem nhé. Mình đi tới pha trưởng đây nè. Rồi bây giờ son 7. Son 7 thì nó có trường hợp là bắt các bạn phải bấm 4 nốt, nhưng mà ở đây mình chỉ cần hướng dẫn cho các bạn bấm 3 nốt thôi. Bây giờ son 7 thì các bạn sẽ là son si pha. Rồi la thứ là la đô mi. Mình cần các bạn phải nắm được cấu tạo của từng cái học âm này, để cho cái phần sau mình yêu cầu các bạn đặt học âm thì các bạn sẽ phải dựa vào mấy cái nốt này nè. Cho nên là mình mới yêu cầu các bạn là phải nhớ rõ mấy cái này. Đó là trưởng ha. Bây giờ sang thứ. Sang giọng thứ thì ví dụ bây giờ la thứ. Mình chỉ ví dụ trên đô trưởng la thứ thôi. La thứ, đô trưởng, rê thứ, mi 7, pha trưởng, son trưởng. Rồi, bây giờ la thứ thì giống hồi nãy. La thứ thì gồm la, đô, mi. Đô trưởng, đô mi son. Rê thứ, rê pha la. Mình nhắc lại là các bạn, nếu như các bạn biết cách bấm của cái hợp âm đó nó đảo thì các bạn cứ giữ nguyên cái đó, các bạn không cần thay đổi theo mình nha. Miễn sao các bạn nắm được bên trong là nó gồm những cái nốt gì thôi. Rồi, mi 7. Mi 7 thì ở đây các bạn sẽ bấm cho mình là, các bạn sẽ thuộc cho mình là mi nè, son thăng và si. Rồi pha trưởng là pha la đô. Và cuối cùng son trưởng là son si mi. Rồi, hy vọng là sau cái phần thứ hai này các bạn sẽ nắm chắc được hai cái nội dung mà mình đã vừa trình bày cho các bạn. Cái thứ nhất là các bạn phải nắm được cái cách để tìm chủ âm của bài, tìm được cái giọng của bài. Cái thứ hai là các bạn phải nắm được cái cấu tạo của từng cái học âm. Để sang cái video phần 3, mình sẽ đi sâu vào càng ngày cái cách để xác định nó càng phức tạp đó các bạn, cho nên mình mới phải chia ra. Vậy thì bây giờ mình thống kê lại cho các bạn nè. Cách để chúng ta đặt học âm cho một bài hát, đầu tiên là các bạn phải biết được bài đó được viết giọng trưởng hay thứ nè. Rồi, các bạn phải biết được chủ âm của bài đó, đúng không? Rồi sau đó các bạn sẽ hệ thống ra cho mình các học âm chính phụ. Tiếp theo là các bạn phải nắm được là số nốt cấu tạo của những cái học âm này. Rồi sang cái video phần thứ 3, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiến hành đặt học âm chính xác như thế nào. Rồi, xin chào và hẹn gặp các bạn ở video phần thứ 3 nhé.